Xin chào mọi người. Đây là cái video về cái đoạn đường mà đoàn mình sẽ di chuyển từ Mộc Châu đi tới thành phố Điện Biên nha. Toàn bộ cái video này thì đều là cảnh ở trên đường đi. Nó sẽ không có điểm dừng chân nào đặc biệt hết. Cái đoạn đang di chuyển này vẫn còn là ở huyện Mộc Châu. Thường thì trong những cái chuyến đi chơi như vậy thì mình thấy khi mà xe di chuyển trên đường như vậy nè thì đa số mọi người thường sẽ ngủ để tranh thủ ngủ để lấy sức. Nhưng mình thì ít ngủ và sẽ quay lại cái cảnh ven đường và lưu giữ lại. Do đó thì mời mọi người nếu mà ai thích thì cùng xem. Chỗ này thì đã là huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La rồi nha. Một lát nữa thì trên đường di chuyển từ Mộc Châu mà đi qua tới thành phố Điện Biên thì đoàn sẽ phải đi qua một cái con đèo rất là nổi tiếng có tên là Pha Đin hay còn gọi là Phả Đin. Thì con đèo này á là nó là một trong bốn con đèo thuộc tứ đại đỉnh đèo của khu vực miền Bắc này. Ba cái còn lại là Mã Pí Lèng, Khâu Phả và Ô Quy Hồ. Chỗ này là thị trấn có cái tên là thị trấn Hát Lót của huyện Mai Sơn, cái tên cũng rất là lạ. Nơi giam giữ hàng ngàn chiến sĩ cách mạng của chúng ta. Đó là di tích nhà tù Sơn La của chúng. Nơi mà chúng ta hay nhớ tới đó là nơi có cây đào tô hiệu nhiều. Một chiến sĩ cách mạng của Đảng Cộng sản chúng ta đã trồng lại ở tại cây đào khi trong quá trình giam giữ. Và chính đồng chí tô hiệu cũng đã hy sinh ở tại. Nhưng mà về chất lượng thì cháu không dám nói, nhưng mà về sản lượng thì chắc chắn là không bằng với cả ở Tây Nguyên của chúng ta rồi. Đấy, nhãn, cà phê, nhãn ở đây là xuất khẩu rồi. Chính như vậy mà sản lượng trồng cũng diện tích trồng nhiều lắm. Cái đoạn lúc nãy á, là xe đi ngang cái thành phố Sơn La của tỉnh Sơn La nha. Và bạn hướng dẫn viên có giới thiệu một chút về cái di tích nhà tù Sơn La, nhưng mà đoàn mình thì không có ghé vào. Họ đội mũ bảo hiểm thì họ cũng không thể dám bỏ cái tầng cầu đó ra được. Họ đội cái mũ lên mà cái mũ nó chỉ có bao trùm được cái phần tóc thôi, phần đầu có khi còn chưa tới. Những người này mà đi rừng dưới xuôi làm việc, ví dụ như là cháu Phong lần trước là có vào nhà máy xí nghiệp làm ấy. Thì những người cô này Thái đen này mà vào đó làm việc thì các công ty phải sản xuất riêng cho một cái mũ, không phải mũ như thông thường mà cháu đội, mà mũ đó lại phải trùm được qua cái tầng cầu của người ta. Rồi có một quãng thời gian là người ta sản xuất cái mũ bảo hiểm như cô chú là biết là có cái tầng cầu đấy, họ làm cái mũ bảo hiểm nó đô lên theo hình tầng cầu luôn. Cái này là cái mà một cái nét. Lúc nãy thì bạn hướng dẫn viên có giải thích về cái búi tóc trên đầu của một số người phụ nữ dân tộc Thái đen, thì họ lấy chồng thì họ sẽ được đội cái búi tóc ở trên đầu. Nó búi tóc nó khá là cao và cái búi tóc đó gọi là tằng cẩu. Đoạn này thì đã là huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La rồi. Thì đây là cái huyện mà nó sẽ giáp ranh với lại tỉnh Điện Biên. Nãy thì bạn hướng dẫn viên có nói là ở tỉnh Sơn La bây giờ họ cũng tăng cường sản xuất, họ trồng thêm là cà phê, rồi nhãn, rồi một số loại hoa màu khác,
để giúp cho cái kinh tế của người dân ở khu vực này bây giờ là tốt hơn. Nãy giờ thì xe chạy dọc đường đi, mình là ngồi bên tay trái của xe nha. Và mình thấy ở đây thì cảnh đồi núi cũng rất là nhiều. Mặc dù nó không có, mình có cảm giác là nó không có cao, không có hùng vĩ bằng cái ở bên cái khu vực Hà Giang. Nhưng mà phía sau những cái ngôi nhà, phía sau những cái làng mạc cũng là những cái dãy núi khá là đẹp á. Này thì đã là gần 3 giờ rồi và đoàn mình thì vẫn chưa có tới cái đèo Pha Đin, là bởi vì lúc nãy là xe thì chạy hơi bị lố km một chút xíu và đã bị công an thổi lại và đứng ở đó mất khoảng nửa tiếng. Theo như chương trình tour thì đoàn mình sẽ là chiều nay sẽ có một cái điểm tham quan là cái di tích lịch sử, là trung tâm chỉ huy của cái chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng. Nhưng mà với cái tình hình là giờ này vẫn còn ở chưa tới đèo Phả Đin, mà mùa này ở Tây Bắc này thì nắng tắt rất là sớm, không biết có là đến có kịp hay không. Cảnh ven đường có nhiều đoạn rất là đẹp nha mọi người. Những cái đoạn phim mà mình ghép lên đây á, thì mình quay bằng điện thoại và quay sao thì mình ghép vậy, mình cũng không có chỉnh màu hay là chỉnh sửa gì hết. Tế là khi mà nhìn nó thì có nhiều đoạn cũng rất là đẹp, nhưng mà có khi mình không có đưa kịp cái máy quay phim về cái hướng góc đó, và có những cái góc khuất thì mình cũng không có thể quay được. Nhưng mà thật sự là trên đường đi thì có nhiều đoạn cái khung cảnh đồi, phía sau là đồi núi, phía trước là những cái đồng ruộng lúa nó màu xanh rất là đẹp. Chúng ta đi từ hôm qua giờ qua biết bao nhiêu châu rồi cô chú? Mai Châu này, Mộc Châu, nãy là Yên Châu, và bây giờ là Thuận Châu. Đây là huyện cuối cùng để chúng ta chào tạm biệt tỉnh Sơn La nha cô chú nhé. Đội mũ bảo hiểm đẹp không ạ? Bảo hiểm cho cái tầng cầu thôi chứ còn đầu mũ chưa tới. Huyện cuối cùng mà chúng ta sẽ ra quốc lộ 37 ấy, chúng ta sẽ đến với huyện Mường La, rồi khu vực huyện Phú Yên của tỉnh nào, chúng ta còn có Tà Xùa. Mình đã nghe tới chưa? Dạ. Địa điểm săn mây nổi tiếng của tỉnh Sơn La rất đẹp, thiên đường mây. Cố gắng nhà mình ơi, công ty chúng cháu cũng có những cái tour mà đi lên Tà Xùa kết hợp với cả Mù Cang Chải, nơi ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam, và suối khoáng nóng Ngọc Chiến. Cái suối khoáng nóng đó nổi tiếng lắm các chú, vì đó là nằm ở bên bản của người Thái, bản của cộng đồng người Thái. Họ xây hai cái bể cộng đồng
hai cái bể này, ví dụ như là chúng ta đứng ở trên bờ này, chúng ta nhìn xuống dưới giống như là cái ao ở dưới này này. Đó. Một bên là nam, một bên là nữ, nhưng mà không có xây tường ngăn hết đâu. Vẫn nhìn thấy nhau qua bên kia, qua bên này nhìn thấy hết. Và có một điều là họ tắm ở đó thì không bao giờ họ được phép mặc đồ xuống bể cộng đồng đó cả. Họ phải cởi đồ từ trên bờ xuống. Thế thì nếu mà du khách đứng ở trên đó thì nhìn thấy toàn bộ cả nam lẫn nữ thì tắm là chuyện bình thường. À. Nhưng vấn đề là đấy là nét sinh hoạt của người ta từ xưa rồi, cho nên họ không có ngại. Mà chính du khách khi mà đi vào đó nhìn thấy ngại là những người cao niên trong bản ra tắm. Từ 4 đến 5 giờ chiều là những người trung niên ra tắm. Và từ 5 cho đến buổi tối thì đó là những thanh thiếu niên ra tắm. Hôm trước cháu Phong đưa một đoàn khách vào trong đó thì có một anh 10 giờ tối rồi vẫn ngồi đó. Bảo anh ơi đi về anh ngủ đi. Bảo Phong ơi mày kệ anh, hôm nay anh ngủ đây cũng được. Cái bản đó tắm khoảng nóng. Đấy cũng là bằng phía Tây của Việt Nam mình. Đấy, hy vọng rằng là sau chuyến đi này chúng ta cảm thấy công ty chúng cháu nó tốt thì chúng cháu sẽ xin được hy vọng được đón thành viên trong đoàn chúng ta trong những cái chương trình như vậy nữa. Tối nay về tới thành phố Điện Biên thì đoàn mình cũng có một cái chương trình giao lưu với người dân tộc, sẽ ăn tối và giao lưu văn nghệ với họ. Được chi viện của chúng ta lên chiến dịch Điện Biên Phủ. Nổi tiếng với việc là những cái chiếc xe thồ, những đoàn gồng gánh của hàng ngàn thanh niên xung phong của người dân của chúng ta phải vận chuyển hàng hóa qua cái núi cao này để chúng ta lên được đến với Điện Biên Phủ của chúng. Chính vì vậy mà đây là nổi tiếng trong lịch sử, đặc biệt là trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập của dân tộc chúng ta. Chưa lên đèo nhá nhà mình nhá. Nổi tiếng bởi sự khó đi. Gọi khác của một cái đèo nữa là đèo Khao Phạ nhá cô chú, cũng thuộc trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam mình. Thì Phạ hay là Pha ở đây có nghĩa là trời, còn Đin là đất. Đây là nơi mà núi lên đến trời, nơi đất và trời gặp gỡ nhau. Dạ, thì người ta gọi là Pha Đin. Hay lát nữa đây nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy cái biển chữ là đèo Phạ Đin. Dạ. Vậy thì có nghĩa là cả Pha đi hay là Phạ đi thì đều chỉ chung cho cái đoạn đường chúng ta chuẩn bị tới đây. Có nghĩa là đất và trời. Chính vì vậy mà cái việc mà di chuyển nó khó khăn lắm cô chú. Khó khăn vì ngày xưa đường nó không được như thế này. Đường nó là đường đất, có dải đá hộc ở phía trên. Tuy nhiên thì mưa rồi đất bùn nó xối xuống. Và chúng ta biết đó, đất ở đây là đất đỏ. Và vì vậy mà cứ mỗi một lần mưa là các bác tài đi qua đây là cực kỳ vất vả. Đi là phải có đằng sau là những cái gỗ, kéo những cái tấm gỗ, những cái cây gỗ ở phía sau. Là mục đích là gì ạ? Để khi mà xuống dốc nó giúp cho việc xe nó không trôi quá nhanh. Và nếu như mà có bị sa lầy ở vị trí nào đó, đấy là những cái cứu cánh cho các bác tài. Đèo Mã Pì Lèng, nếu như chúng ta đã tới với cả Hà Giang, đèo Ô Quy Hồ, ngày mốt chúng ta đi đèo Khao Phạ, nếu như gia đình của mình đăng ký cái tour mà chúng cháu nói Phong, cháu Phong vừa nói ấy, là đi Tà Xùa, đi Mù Căng Chải của bên công ty chúng cháu ấy, chúng ta sẽ lên đến đèo Khao Phạ. Và đèo này, đèo Pha Đi, chúng ta nhìn thấy ở bên trái đường ấy, chỗ cái đỉnh núi cao nhất mà có mấy cái cột điện lên đó. Đấy là cái con đường mà lát nữa chúng ta lên tận trên đó. Đây nhà mình ơi, nhìn thấy chữ đèo Pha Đi, đèo Pha Đi ở bên tay phải ra đây ạ. Đó. Rồi, một tràng vào đây cho bác tài rồi chúng ta sẽ bắt gặp một loại cây. Nó mọc nhiều lắm.
Đợt này thì nó đang hết trái rồi, cái đợt khoảng 2 tháng trước có nhiều trái kinh khủng. Đó chính là cây táo mèo của chú. Đã ai từng nghe tới táo mèo chưa? Táo mèo để làm gì hả cô chú? À, ngâm rượu. Nhiều lắm cô chú ạ, miền Tây Bắc này nhiều táo mèo lắm, đặc biệt là trên cái đèo Pha Đin này. Ngày trước cháu cũng mua táo mèo về ngâm rượu, nhưng mà 3 năm nay cháu không dám uống rượu táo mèo rồi. Hôm qua chú Định nói là Phong ơi rượu chỉ ngon, họ có nói là có rượu táo mèo và rượu men lá. Cháu Phong nói luôn là chú ơi uống rượu men lá đi, đừng uống rượu táo mèo. Vì gần đây người ta nghiên cứu nói rằng là rượu táo mèo là có tác dụng phụ nguy hiểm quá. Đến với cái khu vực này á, thì bắt đầu ven đường mọi người sẽ nhìn thấy những cái ngôi nhà sàn của người dân tộc nha. Theo như bạn hướng dẫn viên nói thì bây giờ thì xe bắt đầu đi vào cái khu vực của cái đèo Pha Đin. Thì cái đề tổng cái chiều dài của cái đèo này là dài 32 km, và cái phần đỉnh đèo sẽ ở cái vị trí là cao hơn so với mực nước biển là 1.000, khoảng 1.000 mét nha. Đường đèo thì bắt đầu là quanh co và uốn khúc liên tục. Tự dưng cháu lại nghĩ ra một cái phương pháp để mình đi xa cũng cảm thấy an toàn. Này thì đã khoảng gần 5 giờ rồi, thì nắng đã bắt đầu xuống và có dấu hiệu là trời sẽ hoàng hôn. Thì với cái tình hình này thì chắc chắn là đoàn mình sẽ không có kịp về để tham quan cái di tích Mừng Phăn rồi. Vì mùa này thì nắng sẽ tắt sớm. Mình đã đi qua được cái đèo Ô Quy Hồ, đèo Mã Pí Lèng. Và bây giờ đây là cái đèo thứ ba mình được đi đến. Chỉ còn cái đèo Khâu Phạ là mình chưa đến thôi. Thì cũng hy vọng là trong thời gian tới nữa, thì nếu mà có dịp thì sẽ được gọi là chinh phục luôn cái đèo Khâu Phạ đó. Mình ơi, đỉnh đèo Pha Đin đây rồi ạ. Bên tay trái chúng ta đã có một cái cột thu phát sóng truyền hình cao đến 70 mét chuyển phát sóng TV rồi radio cho toàn bộ khu vực vùng này. Khi mà lên tới đỉnh đèo thì đoàn dừng chân để nghỉ ngơi một chút xíu. Đây là cái điểm dừng chân, thì họ có bán một số đặc sản và đặc biệt là bán thớt. Đây là bên mình chụp hình với một cô gái Thái có cái tầng cẩu ở phía trên đầu đó nha mọi người. Mình xin phép che mặt của cô chỉ gái. Có một cái không thay đổi đó chính là việc chênh lệch độ cao. Chúng ta đi từ dưới chân lúc nãy chúng Phong giới thiệu lên đến đây cả hàng ngàn mét đấy cô chú, chênh lệch độ cao ấy. Vậy đi cái đèo, mấy cái đèo ngoài Bắc này xong rồi, chúng ta có còn thấy mấy cái đèo trong chúng ta thấy nguy hiểm và thấy khó khăn không ạ? Đấy, ví dụ như là hôm trước nhà mình đi, ai đi Hà Giang đi Đông Bắc rồi thì bên này nó đi Tây Bắc, chúng ta sẽ thấy là cung đường nó cũng khủng khiếp lắm, nó cũng hùng vĩ và tràn ngập những cái khúc cua và con dốc.
chúng ta sẽ được ăn ngoài những món ăn thông thường ở trong thực đơn nha, đã nhìn thấy đó. Chuẩn bị xuống hoàng hôn xuống nữa thì nó còn đẹp hơn nữa. Khung cảnh này thì xin mời cho mình hãy nhìn qua bên tay trái đi cô chú. Rất ít lúc sẽ được khung cảnh đẹp như thế. Chúng ta sẽ nhìn thấy chiều tà, mây phủ, rồi đâu đó có những đàn chim bay. Đẹp lắm ạ, nhìn đó. Dừng lại cho mình đúng không ạ? Dừng lại ở giữa dốc này thì nhà mình có đồng ý thì anh em vợ cháu cũng xin thua. Nhìn như vậy thì chúng ta sẽ nhớ đến một bài thơ rất là hay. Quyện điểu quy lâm tầm tức thụ, câu vân mạn mạn độ thiên không. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc ma hoàn lô dĩ hồng. Cô chú, bài này mình nghe có quen không cô chú? Có. Quen đúng không ạ? Ai có đấy? Bài này quen là vì không ai khác là một vị sáng tác, một tác giả sáng tác quá nổi tiếng và gần gũi, nổi bật trong văn học Việt Nam chúng ta, nổi bật trong mọi mặt của đời sống Việt Nam chúng ta và nổi trội hơn cả với công lao đưa hình thành đến đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, vị lãnh tụ của chúng ta đấy cô chú. Còn phiên âm thì đó chính là chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ. Đầu tiên câu đầu là cho mây lơ lửng giữa tầm không. Quyện điểu quy lâm tầm thức thủ là chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ, cho mây mơ lửng giữa tầm không. Cô em sóng núi xanh ngô tối, say hết lò than đã rực hầm các chú. Bài này là bài gì ạ? Bài Mộ, hay còn gọi là Chiều tối. Sáng tác trong quãng thời gian bác bị lưu đày, bị đi tù của hệ thống các nhà tù của Tưởng Giới Thạch, cực giải từ nhà tù này đến nhà tù kia. Cái hình ảnh cô em xóm núi xanh ngô tối đã làm chạnh lòng thương và cái lời luồng suy nghĩ, cái cảm thương và tình cảm của bác đối với cả cái quỹ. Chúng ta nhìn thấy bên tay trái kia có một hàng 5-6 cái cây cao cao kia. Cây đó vào dịp tháng 3 thì nó sẽ nở màu đỏ, đẹp lắm. Cây đó ở Tây Nguyên chúng ta gọi là cây pơ lang đấy nhà mình. Trong bài hát là Sông Cứ Đắk Rông mùa xuân về mà có cái từ là pơ lang khoe sắc thắm đấy nhà mình ơi. Trong chúng ta gọi là cây hoa mộc miên. Và ở ngoài Bắc này đó chính là cây gạo thôi. Xưa đây là những cái lúc mà căng thẳng nhất của các bác tài này cô chú, khi mà xe của chúng ta là những xe cái chỉ số an toàn ngày xưa cũng không có được như bây giờ, đường cũng không được đẹp như thế này. Tới đây đó, cái đường ngày xưa này bên bên phải chúng ta này cô chú, quốc lộ 6 cũ ấy, đường đèo ngày xưa. Cái đoạn này á thì núi nhìn cũng rất là đẹp nè mọi người. Đi ngang những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp. Này đã là 5:30 chiều rồi. Thì hoàng hôn đã bắt đầu xuống. Thì mọi người thấy là nắng cũng đã yếu rồi đó. Lúc nãy mà vừa qua khỏi cái trạm dừng chân là nơi có để cái cột thu phát sóng đó, thì khoảng vài km thì đã là hết cái địa phận của cái huyện Châu, tỉnh Sơn La rồi nha. Và nãy giờ thì đã đi khá là lâu trên cái địa phận của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên rồi. Và bây giờ thì đã xuống hết cái đèo Pha Điên rồi nha mọi người. Đi ngang một cái vùng bằng phẳng. À,
xe sẽ đi ngang hết cái chiều ngang của cái huyện Tuần Giáo và sẽ đến một cái huyện gọi là huyện Mường Ảng. Từ huyện Mường Ảng thì xe sẽ vòng về thành Điện Biên Phủ. Thì đến đây thì đoàn cũng biết là sẽ không có kịp đi vào cái di tích huyện Mường Phăng rồi. Xe sẽ về thẳng thành phố Điện Biên Phủ, nhận phòng khách sạn và sau đó buổi tối sẽ đi giao lưu với người học. Ở đây thì những cái vùng mặt phẳng này mọi người cũng sẽ thấy xen lẫn những cái ngôi nhà kiểu mới xây bằng gạch, xây theo kiểu nhà ở thành phố, thì mọi người cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ thấy chen lẫn những cái ngôi nhà kiểu nhà sàn. Những cái đoạn phim lúc nãy nếu mà mọi người để ý á, thì sẽ thấy là những cái ruộng lúa ở đây á, thì họ sẽ có những cái ô rất là nhỏ nha, nó không phải là một cái cánh đồng lúa lớn nữa mà nó sẽ là những cái ô lúa rất là nhỏ nhỏ. Đây là cái trung tâm của cái huyện Tuần Giáo, thị trấn Tuần Giáo. Đoàn mình thì đến tỉnh Điện Biên, thì ngoài tham quan cái di tích lịch sử thành phố Điện Biên thì còn một cái điểm rất là quan trọng là đoàn mình sẽ phải di chuyển đi tới để chinh phục cực Tây A Pa Chải, là cái điểm giao nhau giữa ba nước Việt Nam, Lào Bà và này, Trung bà Quốc. hiện nay mà cứ nhắc đến lịch sử là y rằng là có người đi ngủ mà. Thôi thì mình cũng cho Phong không buồn. Lựa chọn Điện Biên Phủ là một trận đánh quyết định. Vì vậy mà sau chiến cuộc 1950, Pháp, đặc biệt là chỉ huy quân đội Pháp lúc bấy giờ ở Đông Dương là Navarre đã cấp tiến xây dựng một kế hoạch nhằm tìm ra những chiến thắng và tái kiểm soát những vùng mà Việt Minh chúng ta đang kiểm soát và ở phía Bắc. Kế hoạch này khi xây dựng thì có nguồn hậu thuẫn và viện trợ cực kỳ lớn của Mỹ lúc bấy giờ. Nó có hai bước nha mình ạ. Kế hoạch Nava. Tuy nhiên thì với việc là nhận định được cái chiến thuật của Pháp lúc bấy giờ thì Bác Hồ chúng ta đã nói một câu rất là hay: địch muốn tập trung, chúng ta không cho nó tập trung. Chúng ta phải phân tán lực lượng của Pháp ra. Và vì vậy chúng ta đồng loạt nổi ra những cái trận đánh ở nhiều địa phương khác nhau, làm Pháp bị vỡ ngay kế hoạch ngay từ bước đầu. Chúng ta chiến tiếp đánh Lai Châu. Sau khi chiếm đánh được Lai Châu, sau khi nhìn nhận địa hình, Pháp họ nhận thấy là cánh đồng Mường Thanh là một địa điểm phù hợp để có thể lập lên một cái khu quân sự, một cái hệ thống cứ điểm để án ngữ phía Tây, kiểm soát phía Tây của Việt Nam. Khi mà những cái toán lính nhảy dù của Pháp xuống đầu tiên ở Điện Biên Phủ, ở đó vẫn có làng mà, vẫn có xóm làng ở những cánh đồng trên không của Mỹ, của Pháp để có thể vận tải lên cho Điện Biên Phủ.
họ không nghĩ rằng là việc mà kiến dịch có thể kéo dài đến cả tháng trời, phục vụ cho 60.000 người thì không thể. Đó là nguyên do đầu tiên tại sao Pháp lựa chọn Điện Biên Phủ là nơi xây dựng hệ thống cứ điểm. Lúc bây giờ tự tin người Pháp nói rằng là đây sẽ là một con nhím độc, đây là một cái nhọt tụ độc để tiêu diệt Việt Minh nếu như Việt Minh dám xuất hiện ở tại đây. Vì bao quanh cái lòng chảo Điện Biên Phủ đó là núi rừng, núi rừng không thể kéo pháo lên được. Chúng ta chưa có xe tăng nha nhà mình nhá, chúng ta chưa có xe tăng, chúng ta chỉ có pháo, sơn pháo, lụ pháo mà được Trung Quốc hỗ trợ chúng ta thôi. Chỉ huy pháo binh của Pháp là Patriot, ông này ông huynh hoang tự đắc, ông ấy nói rằng là nếu như Việt Minh nổ pháo chỉ 5 phút sau thôi là pháo của Pháp sẽ nghiền nát trận địa pháo của Việt Nam mình. Đoạn này thì đã là huyện Mường Ảng của tỉnh Điện Biên nha mọi người. Và lúc này thì cũng đã gần 6 giờ chiều. Nãy giờ thì mọi người cũng thấy nắng chiều thì đã bắt đầu xuống chiếu, chiếu cái ánh nắng vàng xuống các đỉnh núi. Nhìn rất là đẹp. Chỗ này cũng là cái thị trấn trung tâm của huyện Mường Ảng, cho nên mọi người sẽ thấy là nhà cửa đông đúc hơn. Như vậy là đoàn mình đã ngồi xe hơn 5 tiếng và chỉ có dừng chân nghỉ ngơi ở một điểm dừng chân ở giữa cái đèo Pha Đin thôi. Đến với cái khu vực này thì mọi người sẽ thấy các địa danh thường hay có cái chữ Mường. Mường ở đây thì theo như mình tìm hiểu thì nó là có nghĩa là một cái vùng đất. Thì một cái vùng đất như vậy á, thì nó cũng có thể là tương đương với một xã, một huyện bây giờ. Thì mỗi cái mường như vậy á, thì sẽ có một người đứng đầu. Cái người đó thì có thể gọi là chúa mường. Nó phạm phải cái văn hóa của người ta như vậy thì người ta không có vui, không vui. Tối nay mình sẽ được ăn bữa ở tại một cái nhà sàn. Nhà này thì cháu Phong liên lạc ông trưởng bản nhé cô chú nhé. Ông trưởng bản này có trách nhiệm là bữa tối giao lưu với người dân tộc, thì mời mọi người xem ở cái video sau nha.